con xin lỗi ba vì những chuyện đã qua. Nhưng con có thể khẳng định một điều, con chưa làm bất kỳ điều gì sai khi bước chân vào làm dâu của gia đình mình. Nhưng mà rất tiếc là con lại không có gì để chứng minh sự trong sạch của con để mọi người trong gia đình có thể tin con cả. Ba mới là người xin lỗi con, vì bản thân ba không giúp được con điều gì trong cái chuyện vừa qua. Vậy là ba tin con hả ba? Thằng Tùng nó gặp ba, nó đã nói hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà thằng Tùng nó cũng giống như con, cả hai đứa đều không lý giải được những lời thằng Tùng nó nói hôm đó, cộng với thằng Phát nó phân tích, thì ba thấy cũng đúng. Con không thể nào dạy dỗ để cho người ta nắm thóp, mà nhất là trong bệnh viện. Chuyện này ba nghĩ nó có ẩn khuất gì đây? Ba suy nghĩ hoài không biết giải quyết như thế nào, vì mọi chuyện hiện tại nó đi quá xa. Mà quan trọng là bản thân con không thể chứng minh cho bản thân mình là trong sạch. Con cảm ơn ba đã tin con, tuy chỉ là một phần thôi, nhưng mà thật sự là con rất biết ơn vì điều đó. Bây giờ con cũng đã không còn là dâu của gia đình mình nữa, cho nên chuyện đúng hay sai thì cũng không còn quan trọng. Nên con xin khép lại mọi chuyện ở đây. Nhưng mà con có thể xin ba một điều được không ạ? Con muốn xin ba điều gì? Bé Ken, con đã để cho gia đình nội nuôi, và con cũng đã hứa với anh qua là con sẽ không gặp Ken nữa. Nhưng mà con là một người mẹ, con không thể nào mà không lo lắng cho con trai của mình được. Con không thể sống xa Ken dù chỉ một ngày ba. Con xin ba, con xin ba có thể cho con gặp Ken được không ba? Được. Ba đâu nỡ nào với các tình cảm của hai mẹ con con. Con cảm ơn ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Tao vô nha. Ừ. Mày thấy trong người sao rồi? Tao có nấu ít cháo cho mày nè, mày ăn miếng đi cho khỏe. Tao không sao đâu. Mày lo đi làm đi, không trễ giờ kìa. Mày cứ nói không sao hoài à. Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa mới mau hết bệnh được chứ. Mày cứ để đi, chút xíu nữa tao ăn, giờ tao không có đói. Thì thôi tao để đây nha, lát khi nào thấy đỡ mệt thì ăn miếng cháo uống miếng thuốc cho mau khỏe nha. Thiệt tình, lúc mày bệnh như vậy mà tao lại phải đi lấy tin gấp. Giờ tao không biết phải làm sao hết trơn á. Cái ông Tùng này thiệt tình luôn à. Cái mỗi lúc nào cần là không bao giờ có xuất hiện hết trơn á. Mày đừng có nói như vậy. Cho dù á, bây giờ ổng ở đây đi nữa, tao cũng không muốn phiền tới ổng đâu. Mà nè, chuyện của Ken mày suy nghĩ kỹ chưa? Trước giờ mày chỉ có mỗi Ken là động lực để phấn đấu thôi à. Bây giờ vắng Ken rồi, mày nhớ mày chịu nổi không đó? Đó, mới nhắc tôi thôi là rơm rớm nước mắt rồi. Mới xa Ken có một ngày à, mà mày đã chán đời, sức khỏe thì suy sụp. Thì phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Chỉ có như vậy á, thì Ken nó mới có tương lai tốt được. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa mà. Thôi tao đi làm nha. Có chuyện gì thì điện thoại tao về liền nha. Tao xong việc tao về liền. Ăn cháo uống thuốc đi nha. Tao đi á.
con trai của ba khó ngủ hả? Ba ơi, nhưng mà chừng nào mà Hà mới công tác không được, con nhớ mẹ quá à. Còn cái đó ba cũng không biết nữa, nhưng ba nghĩ chắc hơi lâu á. Mà có sao đâu, không có mẹ Hà, vẫn có ba Quang ở đây chơi với con mà. Nhưng mà hôm bữa Kim đi bệnh viện, có mà Hà ấy được ba Quang tới chơi luôn mà, sao giờ chỉ có ba Quang thôi vậy? Ồ, Kim của ba ngoan nè. Con trai á phải mạnh mẽ lên, hiểu không? Không phải lúc nào cũng đòi mẹ bên cạnh được. Con phải mạnh mẽ dũng cảm lên. Con phải tập tính tự lập, để sau này không có mẹ bên cạnh á, con vẫn sống tốt. Như vậy mẹ con mới yên tâm mà đi công tác được. Ken có làm được không? Dạ được. Giỏi. Vậy bây giờ Ken của ba ngủ đi nha, để cho cặp mắt nghỉ ngơi. Lúc đó mau hết bệnh mới về nhà được nha. Dạ. Giỏi. Ngủ đi ba lâu chưa? Con lúc nào cũng bao dung, dù thằng Quang hết lần này tới lần khác làm tổn thương con. Biết sao bây giờ, ai biểu con thương ảnh nhiều quá làm chi. Mẹ Giang còn tới luôn hả? Con đỡ rồi đúng không anh? Cũng đỡ nhiều rồi. Em vô thăm Ken, sẵn chăm sóc Ken để cho anh nghỉ ngơi một chút. Giang đâu mình hả? Để em phụ anh nha. Không cần đâu, em ngồi chơi là được. Để anh làm cho. Thôi, có gì đâu. Mấy cái chuyện này là mấy chuyện phụ nữ mà. Với lại mấy cái việc này là của mẹ mà. Anh định làm mẹ luôn hả? Đúng rồi đó. Cứ để Ngọc làm đi. Từ bây giờ Ngọc sẽ phụ với con, dần dần cho thằng Ken nó quen luôn. Bây giờ không có mẹ Hà, chỉ có cô Ngọc thay thế càng tốt hơn chứ làm sao. Cảm ơn em nhiều nha, vì đã thương con anh. Có gì đâu. Ba ơi, nhưng mà chừng nào mà Hà mới công tác không được, con nhớ mẹ quá à. Mà có sao đâu, không có mẹ Hà, vẫn có ba Quang ở đây chơi với con mà. Bây giờ không có mẹ Hà, chỉ có cô Ngọc thay thế càng tốt hơn chứ làm sao. Em tới đây làm gì? Em là người một mực đòi ly dị,
và đồng ý giao Ken lại cho anh chăm sóc. Bây giờ em tới đây, lỡ Ken thức dậy biết em có mặt ở đây thì sao? Em lừa dối anh bao nhiêu lần vậy chưa đủ hả? Chẳng lẽ không một lần gì con mà giữ lời hứa được hay sao? Em xin lỗi, tại vì em nhớ con quá cho nên em mới tìm cách tới thăm con. Còn những chuyện trước nay, em biết là cho dù em có giải thích như thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không tin. Nhưng mà riêng chuyện của Ken, em đã nói thì em sẽ giữ lời. Anh yên tâm. Nè, cô còn dám dắt mặt tới đây nữa hả? Mẹ, Ken đang ngủ. Cô ra ngoài này nói chuyện với tôi. Em cũng đi ra ngoài với mẹ đi. Để Ken này chị coi cho. Đi đi. Cô còn tới đây làm cái gì nữa? Định nhân lúc không ai để ý lén bắt cóc cháu nội của tôi hay sao? Mẹ, bé Ken là con trai của con, vậy tại sao con phải bắt cóc con trai của mình chứ? Loại đàn bà mưu mô xảo quyệt như cô thì có chuyện gì mà không dám làm chứ? Mẹ à, Hà nhớ Ken chưa tới thăm thôi, chứ không có gì đâu. Con im đi, bây giờ còn binh vực cho nó được nữa hả? Thì vô phút mới rước phải loại đàn bà như cô về nhà đó. Bản tính thì lăng nhăng, có chồng con rồi còn cặp kè với trai lạ, đã vậy còn cấu kết với người ngoài làm hại công ty của gia đình nữa. Mẹ à, chưa hết đâu. Ban đêm ban hôm khuya khoắt còn bỏ con đi chơi, để thằng nhỏ sợ khóc tới mờ cả mắt. Tới lúc con nhập viện á, mất tâm mất tích không thấy mặt mũi đâu. Vậy mà bây giờ còn tính tới đây để bắt nó hả? Mọi người coi, có cái loại đàn bà nào trơ trẽn như vậy hay không chứ? Mẹ, trời ơi, con làm gì mà lôi kéo mẹ dữ vậy? Tại sao mẹ lại đem chuyện gia đình ra nói với bàn chân thiên hạ vậy? Ủa, mẹ đâu có làm gì sai, tại sao phải sợ chứ? Tại sao mẹ có thể nói như vậy được? Mẹ, ngoan, hai người đừng có cãi nữa, thằng trai nó đang ngủ mà. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.